tiên đó chính là gì, là cái sự bảo đảm. Cái này là khoa rất ấn tượng với các bạn. Năm 2019, khoa nhớ thời điểm đấy là gì, là khoa nói bà xã của mình là thôi bây giờ anh làm bất động sản, anh làm bất động sản, còn em tập trung em phát triển vào lĩnh vực 80. Đấy thì bà xã khoa đấy là gì, người theo đang bầu bé đầu tiên, đang bầu bé đầu tiên vẫn chia sẻ về em quay, vẫn chia sẻ về là quản lý tiêu dùng em quay. Thì là cái thời điểm đây là tháng 2 năm 2020 thì là người cái thu nhập đấy nó đang là 32 triệu. Nha các bạn, đang trong đoạn dịch mà. Đấy, ở đây còn viết một cái dòng sáng mắt ở đây này. Đấy, vì là lúc đấy là gì ạ, bầu này xong là sinh con này đúng không ạ, ở nhà chăm con rồi đó. Nhưng mà nguồn chung là nhờ quản lý tiêu dùng em quay và nó có được cái thu nhập như thế này, cái thực địa đúng không? Cái giai đoạn mà 2020 chúng ta nhớ quay lại lịch sử nó chúng ta đến qua của cả là không đi đâu được, tất cả chỉ online cả. Và xã hoa đặc biệt đây cũng là chia sẻ sản phẩm tiêu dùng thôi đúng không? Còn đến đây mà giao hàng là gì, là công ty mới lo đúng không? Anh với công ty mới lo để giao hàng thì thời điểm là tháng 8 năm 2020, đây là thu nhập của tháng 8 nhé, thì lúc đấy là lên là 61,9 triệu. Wow, tuyệt vời không ạ? Cái thu nhập này là không hề có đóng góp của Khoa trong đó nhá. Đây toàn bộ là bà xã Khoa là tự làm, tự ở nhà và tự chăm con và làm được cái thu nhập như thế này. Tiếp tục đấy, đây là năm 2023 thì Khoa chuyển cả gia đình ra ngoài Phú Quốc. Đấy, cũng là việc sinh nhật thứ hai, sinh nhật thứ hai Phú Quốc. Thì trong năm 2023 thì bà xã Khoa làm được là cả được đi du lịch, của em cũng mời đi du lịch luôn, chuyến du lịch và quay vòng quanh nước Nhật 11 ngày và đảo Jeju của Hàn Quốc. Tuyệt vời lắm các bạn, tuyệt vời lắm. Đây là cái thu nhập của năm 2023 nhá. Là bây giờ khi chúng ta ở ngoài nước rất là thích là điện, là mọi cái thu nhập của chúng ta thì đều có trong một cái app của Amway đúng không ạ? Cái website của Amway là sẽ quản lý cho chúng ta hết, chúng ta không cần thư ký về cái này luôn đúng không ạ? Đây là thu nhập của Khoa được tính là thu nhập thông thường một năm nhé sẽ được là 347 triệu, nhưng mà mỗi một năm ấy thì Amway thưởng thêm cho là 25% trên tổng của thu nhập đó, là thêm 86 triệu nữa, tổng là khoảng hơn 434 triệu và chia được ra được khoảng là 36 triệu một tháng đúng không ạ? Và cái thu nhập này đều đặn thì nó bằng cái giá trị tài sản nhà bao nhiêu tiền ạ? Đúng không ạ? Hay là về người ngân hàng bao nhiêu tiền mới được số số tiền này ạ? Đúng không ạ? Ok ạ. Mình đương nhiên là mình là gì ạ? Khoa nhớ là gì? Bất động sản của Khoa là gì? Năm vừa rồi là Khoa đang hồng mãi, thấy gọi là căng thẳng luôn. Hồng mãi quá là hồng mãi, mình áp được quá được cho nên mình thấy mình hồng, đúng không ạ? Vì thị trường vấn đề gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà bà xã lại làm cho mình đi du lịch, nên phải nói là giá trị của mình rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Cái xưa ấy, khi mà làm ăn vơ khi cái xưa nó gọi là anh chỉ làm có tiền đưa đi ngắm tuyết đúng không? Bây giờ là cùng là chính rồi, cái làm đưa mình đi ngắm tuyết luôn, tuyệt vời không ạ? Lấy giờ cái anh đi ô đông theo phong cách Nhật Bản ấy, thì là họ mở 24 giờ luôn các bạn, ăn thoải mái, giá rẻ luôn đúng không ạ? Đi du lịch mới được. Và bạn ok, và hôm nay là Khoa xin kết thúc cái bài chia sẻ đây. Và chúng ta quay trở lại vấn đề là thảo luận sau buổi chia sẻ.